Chào mừng các bạn đã đến với clip review cầu thủ của chúng tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ review cầu thủ của mùa Golden Gopher, một trung vệ rất tài năng của đội tuyển quốc gia Đức, chính là Tam. Ở mức chỉ số cộng 1 cho vị trí CB, vị trí trung vệ, thì Tam có tổng chỉ số là 87, lương của anh là 16, anh cao 1m94, nặng 95kg và thể hình là to. Chân thuận là chân trái 4 và chân phải 5. Thì điểm mạnh nhất của Tan chính là sức mạnh. Anh cùng với Suler, MTB sẽ tạo nên một bộ đôi trung vệ có sức mạnh khủng khiếp, cộng với thể hình to có thể đánh bật tung tất cả những cầu thủ tấn công của đội bạn khi mà dám so vai với hai cầu thủ này. Thì điểm mạnh tiếp theo của Tan đó là đánh đầu. Ở thể cộng 1 level 1 thì là đã là 93. Bộ chỉ số xanh mượt này sẽ giúp cho Stan trở thành một mẫu trung vệ đa năng và làm tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chiến thuật đơn dành cho Stan. Thì khi mà đặt Stan ở vị trí CB thì chúng ta nên đặt anh ở vị trí là giữ vị trí và đánh chặn chủ động ở mức công 1 và thủ 3. Sau đây chúng ta sẽ đi vào in game và xem Stan thể hiện như thế nào. Mùa Golden Rocker là một mùa mới ra mắt và đã mang đến cho những cầu thủ rất là chất lượng và khiến cho các bạn chơi FIFA Online 4 là có nhiều trải nghiệm thú vị. Thì trong in game thì đúng như là mô phỏng, Tan là có một thân hình rất là đồ sộ, có thể so sánh anh như là một gã khổng lồ vậy. Tốc độ của một trung vệ tương đối tốt. Vào rồi. Như vậy là khả năng dứt điểm của Tan là rất tốt. Bóng đi không quá mạnh, không có hiểm nhưng đủ để đánh gục thủ môn rồi bạn. Và chúng ta sẽ xem là khả năng tranh chấp của Tan khi mà đối đầu với lại các cầu thủ tấn công của đội bạn thì sẽ như thế nào. Đây là Tan. Như vậy là rất tốt. Khả năng cắt bóng của Tan là rất nhanh. Mặc dù không có một chỉ số ấn nào bổ trợ nhưng Tan cắt bóng rất nhanh và rất gọn. Thể hình tốt, đánh đầu tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Groven. Stan là một trong những tài năng mà bóng đá Đức sản sinh ra trong thời đại mới, nơi mà họ đang muốn tìm lại ánh vinh hào quang. Chúng ta thấy hình ảnh của Golovin, cầu thủ rất xuất sắc của bóng đá Nga. Như vậy là khả năng giữ bóng của Tan không thật sự là tốt. Thực ra thì là với một cái thân hình như vậy thì rõ ràng là anh cũng không thể khéo léo được. Với thân hình đồ sộ như vậy thì chỉ có Zlatan Ibrahimovic thì mới tạo nên những điều khác biệt được. Còn đối với một CB thuần túy như Tan thì rõ ràng là khả năng kiểm soát bóng và giữ bóng của anh là không thể tốt bằng. Nhưng mà khi các bạn lưu ý này, khi các bạn đèo C thì Tan lại với sức mạnh vượt trội của mình lại hoàn toàn có thể tạo nên những điều khác biệt. Tan vừa rồi là khả năng, chúng ta đã kiểm nghiệm khả năng đánh đầu của ta rất là tốt, tuy không có chỉ số ẩn là đánh đầu mạnh nhưng Tan hoàn toàn có thể tạo nên những bàn thắng bằng đầu khi có cơ hội. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng của Tan, rất dũng mãnh, quá dũng mãnh luôn. Phải cho là chỉ số 50 vào. Và điểm chung, điểm chung qua về Tan thì ở vị trí CB, điểm mạnh của anh là tốc độ, sức mạnh, khả năng xọc bóng, kèm người và lấy bóng cực tốt, cùng với khả năng đánh đầu, cắt bóng và phản ứng đều trên 9x. Và với mức giá là 50 triệu PP hiện tại thì Tan hoàn toàn là trung vệ đáng để các bạn trải nghiệm. Tuy nhiên điểm yếu của Tan đó chính là khả năng giữ bóng, cầm bóng không thật sự là tốt, và khả năng đỡ bước một của anh là tương đối hạn chế. Tuy nhiên khả năng chuyền chọt và dứt điểm cũng như là đánh đầu, phòng ngự tuyệt vời của mình thì Tan hoàn toàn là sự lựa chọn tốt dành cho các huấn luyện viên. Tôi mạnh dạn cho Tan mức điểm là 9/10 ở vị trí CB. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem review này, và hãy nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.